Da, sa zdaj bom pa naprej nanesel to video. Ka tên là Pi và là điện thoại là Pi là Pi nó ca tên là Pi ca mà nó có chấm người tìm với như là Pi past perfect tense là tên là ca bỏ đi bộ và chấm là tên là ca bỏ đi bộ có miền bay tìm rộng này bà và thì thông lá cứ miền bay tìm rộng họ bà cứ tìm mối cứ positive structure tìm rộng sọ miền subject class head class V3 và hẹp cứ màu bị hẹp và để sẵn đang hẹp miền và đây là tù này cứ chia cái sắp trong nồi và nó chỉ bị negative structure trong bản sản subject bộc hẹp bộc not bộc V3 và V3 này cứ cái sắp trong tìm bay mà còn là past participle thì tiếp theo mình chia âm phi cái sắp trong tiếng bệnh past participle thì mình đây dạng đổi mình bạn bởi vì đã tu bàn phần màn nha thì bây interrogative structure tình huống xâm nụ nhìn wh và plus head và plus subject plus v3 chẳng là ní WH mình dùng P để dùng chạy nông châu môn chân và tái xem chia nông dụng khác cho mình hết mình WH nhưng đặt hết các bạn là bạn và tái bật trong nông mình WH nhưng đặt thành một tài diệt ai thì lớn tập trung xung quanh những mùi bạn chẳng hạn cáo cư chia để dùng mình này và past perfect tense can be used to describe actions that were completed before some point in the past អតីតកាលបរិបូរត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីពិពណ៌នាអំពីសកម្មភាពដែលបានបញ្ចប់មុនចំណុចខ្លះខ្លះឬបានបញ្ចប់មុនពេលខ្លះខ្លះនៅក្នុងអតីតកាលបាទអញ្ចឹងអាក្រក់គឺឧទាហរណ៍ចំនួន3ប្រយោគបាទ I had visited China before I moved there. I had not eaten at the restaurant before I went yesterday where had he traveled before បាទ past perfect tense មានមន័យមានតែបន្តិចទេបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់តាមនេះបាទយើងចូលទៅចំណុចទី8គឺ past perfect continuous tense បាទ